Trương Nghệ Hưng, Dương Tử có lẽ là couple éo le nhất showbiz khi trên mạng xuất hiện tràn lan tin đồn hai người hẹn hò cùng nhau trong khi đương sự chưa từng hợp tác, làm việc chung, thậm chí là chưa từng chạm mặt nhau bao giờ. Cũng không ai lý giải được couple Hưng Tử từ đâu mà xa. Trong tập mới nhất của show Hướng Về Cuộc Sống, khi Dương Tử đến làm khách nhà Nấm thì bất ngờ phát hiện mình mặc áo ngủ đôi cùng với Trương Nghệ Hưng. Động thái này dễ khiến dư luận thêm phần nghi ngờ về tin đồn hẹn hò của cả hai. Trong đó, Trương Nghệ Hưng mặc nguyên cả bộ đồ ngủ sọc trắng và xám tro, còn Dương Tử thì chỉ mặc quần ngủ sọc trắng xám tro, đồng thời mặc thêm áo Nấm bên ngoài. Nhìn hình ảnh này, một số người cho rằng đây chính là bằng chứng hẹn hò xác thực nhất của Dương Tử, Trương Nghệ Hưng. Netizen nhận xét, rất có thể Dương Tử, Trương Nghệ Hưng đang cố giấu giếm chuyện yêu đương vì thật khó tin là hai ngôi sao khác giới lại ngẫu nhiên mặc chung một kiểu đồ. Tuy nhiên, không hề né tránh để mọi người càng hoài nghi về tin đồn. Động thái của họ lại trực tiếp phủ nhận chuyện hẹn hò, yêu đương mà dân mạng đang lan truyền suốt thời gian qua. Dương Tử thẳng thắn đề cập đến tin đồn giữa mình và đàn anh. Thái độ vô cùng thoải mái như ám chỉ, tin tức thật vô lý. Trong khi đó, Trương Nghệ Hưng còn trêu ghẹo gọi Dương Tử là bạn gái tin đồn. Hành động giữa họ như một lời khẳng định cả hai chỉ là bạn bè đồng nghiệp của nhau. Một vài dân mạng bắt đầu tra ra thông tin về bộ đồ ngủ đôi này. Đáng bất ngờ là số lượng người mua trên app chỉ vỏn vẹn đúng 2 người. Vậy việc Dương Tử và Trương Nghệ Hưng cùng mặc trang phục ngủ đôi như thế này thì liệu là sự trùng hợp đến ngỡ ngàng? Khi tại đất nước tỷ dân chỉ có 2 người họ cùng tương thông tương ý đặt mua ngay một loại trang phục hay chăng? Điều này chỉ có thể giải thích rằng đây là hành động cố ý chứ không thể nào trùng hợp đến kỳ lạ như thế được. Vì vậy, dân mạng suy đoán rằng chuyện Dương Tử và Trương Nghệ Hưng phủ nhận yêu nhau chỉ là giả vờ giả vịt. Mối quan hệ thực sự giữa cả hai vẫn rất đáng ngờ. Trong khi đó, có người cảm thấy rằng đây là chiêu trò từ phía ekip chương trình Hướng Về Cuộc Sống khi mua bộ đồ ngủ đôi để khiến khán giả nghĩ Dương Tử, Trương Nghệ Hưng là một cặp như tin đồn để tăng đề tài và rating cho show. Dương Tử trước giờ luôn được đồn hẹn hò với rất nhiều ngôi sao như Lý Hiện hay Đặng Luân. Nhưng dù thế nào, riêng với Trương Nghệ Hưng, người hâm mộ luôn nghĩ cả hai có dấu hiệu nào đó không ổn và dường như hai người luôn bí mật qua lại với nhau. Trước đó, khi cư dân mạng đào lại những khoảnh khắc cũ, Trương Nghệ Hưng thường đỡ tay đồng nghiệp nữ, trong đó có cả Dương Tử. Vậy nhưng Dương Tử là sao nữ rất ít khi để đồng nghiệp nam đỡ tay, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng. Còn nhớ ở một số lễ trao giải, hai đồng nghiệp nam cực kỳ thân thiết là Tiêu Chiến và Lý Hiện, dù muốn cũng không thể giúp đỡ được Dương Tử. Hiện tại Dương Tử, Trương Nghệ Hưng đang bị đồn là bí mật yêu đương. Nói về mức độ nổi tiếng, Dương Tử, Trương Nghệ Hưng cũng chẳng hề kém cạnh nhau. Dương Tử là tiểu hoa nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, còn Trương Nghệ Hưng lại sở hữu lượng fan đông đảo từ vị trí một ca sĩ ngôi sao. Trước đây khi mới lần đầu vướng tin đồn yêu đương, phía Dương Tử đã lên tiếng phủ nhận. Nhưng thật lạ là càng phủ nhận thì bằng chứng Dương Tử, Trương Nghệ Hưng hẹn hò lại càng xuất hiện nhiều hơn. Hiện tại Dương Tử đang chuẩn bị đại náo màn ảnh nhỏ với 3 bộ phim là Quãng Đời Còn Lại Xin Chị Giáo Nhiều, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Thanh Trăm Hành. Trong đó, Quãng Đời Còn Lại Xin Chị Giáo Nhiều được xác định sẽ chiếu trong tháng 7 năm 2021. Trong Quãng Đời Còn Lại Xin Chị Giáo Nhiều, Dương Tử vào vai cô sinh viên năm cuối tên Lâm Chi Hiệu đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Không chỉ đứng trước nguy cơ từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài vì cha ruột bị bệnh, Lâm Chi Hiệu còn chia tay với người bạn trai mình yêu thương. Trong lúc cuộc sống tuyệt vọng nhất, Cố Ngụy do Tiêu Chiến đóng đã bước vào cuộc sống Lâm Chi Hiệu và cùng cô vượt qua tất cả.